một cậu bé trong lúc nằm ngủ dưới nền nhà cùng bà ngoại đã bất ngờ bị một con rắn cực độc cắn vào tay dẫn đến nguy kịch. Ngày 2 tháng 8, anh Ngô Văn Trọng sinh năm 1985, trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết. Trước đó vào đêm 23 tháng 7, con trai anh là Ngô Văn Huy Hát, 3 tuổi, ở nhà cùng bà ngoại. Do thời tiết nắng nóng nên cả nhà nằm dưới nền nhà để ngủ. Đến khoảng 23 giờ đêm, em Hát bất ngờ giật mình hét lớn. Nghe tiếng hét, bà ngoại cậu bé tỉnh giấc và phát hiện một con rắn màu đen trắng đang quấn lấy cánh tay cậu bé. Ngay khi sự việc xảy ra, nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Thời điểm nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng lịm dần, mắt không mở, nhịp thở không đều, hôn mê không cử động. Sau khi sơ cứu đặt ống thở, các bác sĩ tại bệnh viện đã lập tức chuyển cháu Hát đến bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Do bệnh viện không có sẵn huyết thanh chữa nọc độc loại rắn đã cắn nên phải đặt mua thuốc từ Thái Lan. Trong thời gian chờ thuốc giải độc và cấp cứu tại bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghi Yên cho biết, hoàn cảnh gia đình em Hát vô cùng khó khăn, bố làm nghề lái xe thuê, còn mẹ không có nghề nghiệp ổn định. Hát là con trai đầu và một người em gái mới 9 tháng tuổi. Sau khi xảy ra sự việc, người dân trên địa bàn đã kêu gọi giúp đỡ gia đình. 2 ngày sau khi thuốc về, bệnh nhi đã được truyền thuốc giải độc và có tiến triển hơn. Hiện đã mở được mắt, tay chân cử động nhưng vẫn mất ý thức.